Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục báo chí trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Chiều ngày 30 tháng 10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì vào sáng cùng ngày. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nâng tổng số cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật từ đầu năm đến nay là 52 cán bộ trong đó có 48 cán bộ bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo, theo dõi chỉ đạo. Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 734 vụ trên 1.681 bị can, truy tố 591 vụ trên 1.479 bị can, xét xử sơ thẩm 1.002 vụ trên 2.703 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ. Nhân dịp chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ả Rập Xê Út, Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Thứ trưởng Hoàng Trung dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ả Rập Xê út (SFDA). Hai bên đã thống nhất sẽ thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản giữa hai nước. Việt Nam mong muốn hợp tác với Ả Rập Xê út trong sản xuất và chứng nhận sản phẩm Halal. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị phía Ả Rập Xê út cung cấp các thông tin thị trường, thị hiếu để xúc tiến các sản phẩm nông sản Việt Nam tiếp cận được thị trường dược phẩm Halal tại Ả Rập Xê út. Thứ trưởng cũng đề nghị SFDA chia sẻ các chính sách quy định về công nhận lẫn nhau đối với chứng nhận HALA, tập trung vào các sản phẩm trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi. Trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế, thị trường HALA đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác to lớn với những tiềm năng nổi bật. Thị trường HALA toàn cầu dự báo có quy mô lên tới 10.000 tỷ đô la Mỹ trước năm 2028, trải rộng trên khắp thế giới từ các nước hồi giáo đến phi hồi giáo, trong đó dân số hồi giáo dự báo đạt 2,8 tỷ người vào năm 2050, chiếm gần 30% dân số toàn cầu. Dự báo lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Philippines vượt 8 tỷ đô la Mỹ là nội dung đáng chú ý đăng trên báo tin tức. Thương vụ Việt Nam tại Philippines nhận định với đà tăng trưởng như hiện nay, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong năm 2024 sẽ lần đầu tiên vượt mức 8 tỷ đô la Mỹ, đạt khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu trên 3 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại đang có khoảng 35 mặt hàng, ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Philippines. Trong 9 tháng năm 2024, có 20 mặt hàng ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Philippines có mức tăng trưởng xuất khẩu dương so với cùng kỳ năm 2023. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Philippines là gạo vẫn giữ được đà tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường Philippines trong 9 tháng đạt 1,98 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,86% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường Philippines trong 9 tháng năm 2024. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Sở Công Thương các tỉnh thành phố tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo bộ công thương thời gian qua các hình thức biến tướng của mô hình kinh doanh đa cấp vẫn diễn biến phức tạp nhiều người lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp để rụ rỗ lôi kéo người dân tham gia kinh doanh đa cấp với hành vi tinh vi theo mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng lãnh đạo bộ công thương cũng yêu cầu sở công thương các tỉnh thành phố tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong bán hàng đa cấp giám sát hoạt động hội nghị hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thống kê của Bộ Công Thương, riêng trong năm 2023, cả nước có hơn 768.000 người tham gia bán hàng đa cấp, tăng gần 61.000 người so với năm 2017. Tổng doanh thu từ bán hàng đa cấp năm 2023 đạt hơn 16.866 tỷ đồng, trong đó 90% doanh thu bán hàng đa cấp đến từ việc kinh doanh thực phẩm chức năng. Theo quy định của Nghị định 85 của Chính phủ, các sàn thương mại điện tử khi hoạt động tại Việt Nam bắt buộc phải đăng ký. Tuy nhiên, mặc dù đổ bộ hồi đầu tháng 10 năm 2024, nhưng đến ngày 24 tháng 10, sàn thương mại điện tử Temu mới gửi đơn đăng ký cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Như vậy, kể từ đầu tháng 10, đặc biệt là hai tuần qua, Temu đã bán hàng không phép tại Việt Nam. Với nhan đề từ câu chuyện Temu cần quản lý chặt chẽ thương mại điện tử, báo lao động cho biết không giống như các sàn nội địa, sàn thương mại điện tử Temu, Sein và 1688 yêu cầu khách hàng phải thanh toán bằng thẻ Visa hoặc một số trung gian thanh toán từ nước ngoài và họ cũng giao 100% hàng từ nước ngoài. Như vậy sẽ phát sinh vấn đề về cạnh tranh, chất lượng sản phẩm cũng như nghĩa vụ nộp thuế. Theo đại diện Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Vcom, trong lúc các sản thương mại điện tử đã được cấp phép như Shopee, Lazada hay Tiki chịu sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, chấp hành các quy định về thuế bảo vệ người tiêu dùng, thì Temu, Sayin và 1688 đang hoạt động không phép, đồng nghĩa với việc sẽ chưa hoặc không nộp thuế, không chịu sự kiểm soát, tạo ra một cuộc chơi không công bằng. Ca ghép tim xuyên Việt vừa được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công xác lập kỷ lục với thời gian cấy ghép tim chỉ hơn 50 phút. Sau phẫu thuật 6 tiếng, bệnh nhân được rút ống nội khí quản với tình trạng huyết động ổn định. Quả tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não đã được điều phối vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối với chỉ số phân xuất tống máu EF 17%. Quá trình vận chuyển tim trở nên nhanh chóng nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa ekip lấy tạng và hỗ trợ của hãng hàng không, lực lượng cảnh sát giao thông. Sau 6 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, được rút ống nội khí quản trong tình trạng huyết động ổn định, chức năng tim 60%. Giáo sư Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đây là ca ghép kỷ lục với thời gian cấy ghép tim hơn 50 phút. Có nhiều yếu tố mang lại thành công cho ca ghép là kỹ thuật ghép tim được đơn vị thực hiện thường quy, thuần thục người hiến trẻ, khỏe nên chất lượng quả tim tốt. Giảm nguy cơ đột quỵ nhờ thay đổi nhỏ trong cách đi bộ. Một nghiên cứu dựa trên hơn 7.500 người cho thấy những thay đổi nhỏ trong thói quen đi bộ, tập thể dục đem lại giá trị cực lớn. Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Basel, Thụy Sĩ và Đại học Lee Center, Anh, chỉ ra rằng cường độ vận động từ đi bộ đơn giản cho đến các dạng bài tập thể dục khác có thể quan trọng không kém thời lượng Điều này cho thấy bất kể bạn ở độ tuổi, sức khỏe và có khả năng tập thể dục, thể thao như thế nào, bạn vẫn sẽ hưởng lợi nhờ gia tăng cường độ tập một chút. Mưa to lũ lớn trong 3 ngày qua ở tỉnh Quảng Bình làm hệ thống nước sạch của người dân vùng lũ bị cắt. Nguồn nước dự trữ của bà con không đủ nên hiện nay người dân vùng lũ đang thiếu nước sạch để uống. Đáng chú ý rất nhiều người dân sống tại thị trấn Kiên Giang và các xã Liên Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy rất mong được hỗ trợ nguồn nước uống để sinh hoạt do hệ thống nước sạch bị cắt nhiều ngày nay. Khi thấy thuyền cứu hộ của lực lượng bộ đội biên phòng, nhiều người dân chủ động đến xin nước sạch để dùng. Các đơn vị địa phương, các đoàn thiện nguyện đang khẩn trương tìm kiếm phương án tiếp cận vùng ngập lụt để mang lương thực, nước uống cứu trợ người dân. Giữa mình mông biển nước, nước sạch là thứ người dân cần nhất lúc này. Ít nhất phải vài ngày nữa khi nước lũ rút hết thì hệ thống nước sạch mới được khôi phục. Trong khi đó nguồn nước uống sinh hoạt được người dân dự trữ đang ngày càng cạn kiệt. Mục báo chí trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.